Đó, thì 27.800 luôn. Rồi để tới coi cái cây bớt giá. Rồi, thì tới coi bớt giá. Còn con rất nhiều anh em hỏi là hiện tại có trả góp hay không, thì mình cũng nhắc lại là thực ra ở đây trước giờ vẫn trả góp, nhưng mà cái ngân hàng hiện tại nó bị yêu cầu đến nhanh lẹ chân được, bớt thêm một chút lọc nữa cũng bán được. Nói chung là cũng có lời xíu. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn rất là nhiều loại xe luôn. Thì thứ nhất là Ad này, Ad 150 này, Ad 135 này, Winner này. Số lượng xe khá là nhiều luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các quý vị và các bạn. Và ở đây thì hiện tại có nhiều mô tô nữa nha các bạn. Đó, mình quay lướt cho anh em xem số lượng xe. Rồi sau đó mình sẽ đi chi tiết từng cái ha. Đó, Ad 135. Đó, xe hiện tại xe đẹp không à. Đó là Winner nữa nha các bạn. Đó, thì mình vừa lướt sơ. Còn ở bên kia Moto này, Rider Sonic này. Đây có Sonic đẹp lắm. Đó. Đây, thì hôm nay cũng giới thiệu với các bạn đó là chiếc Atmo. Thì đời 2019 luôn hả chị? Đó. Chiếc này như cái chiếc xe mới luôn, xe cũ nhưng mà nhìn như chiếc xe mới trong hét luôn á, không thua gì chiếc trong hét đâu các bạn. Trời, cái chiếc này không có vết tròi luôn á chị. Wow. Đó, các bạn cứ yên tâm á, mình thấy có mấy câu hỏi các bạn là các bạn nói là xe đẹp, xe giá hợp lý, nhưng mà các bạn còn lăng tăng ở chỗ là xe cái nguồn gốc của xe. Thì các bạn cứ yên tâm đi, ở đây thì nguồn gốc của từng chiếc xe rất là rõ ràng luôn, đại khái là được rút hồ sơ sang tên theo cái yêu cầu của người mua, nên các bạn cứ yên tâm ha. Con này 2019 mà của nó chạy mới có 3.000 cây à? 3.000 cây hả chị? Một đời chủ. Rồi xe cầm thanh lý đó. À, xe đây là xe cầm đem ra thanh lý đây. Rồi anh em coi mà tới mua thì mình bớt hết giá cho để cho 49 năm. 49 năm. Đúng rồi. Dạ. 49 năm là xe nó còn mới tinh nữa. Rồi nhìn ở ngoài đây mới không có một vết nào luôn. Này kho bếp ga luôn á chị. Đó. Bản số của nó là 70 nhưng mà rồi bản số 70, 7806. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái lô Winner. Thì ở đây trong này Winner thì chỉ còn đúng 4 chiếc thôi. Đó là con Winner màu trắng. Con này mới về đúng không chị? Con này thì có mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi. Con này biển số 84 này. Biển số 84. Bạn nào tới coi thì mình để giá cho 27.8 này. 27.800. Cuối 2017. Cuối 2017. Xe đẹp. Nó tháng 11 2017. Đi bao nhiêu ngàn km rồi chị? Chị xem giúp em đi bao nhiêu ngàn km. Con này nó 17.000 à. 17.000 hả chị? Đó. Biển số của nó là 84. Đó, biển số 84 nha các bạn. Mình nhắc lại là con này là 27.800. Các bạn nhìn đi. Đó, toàn cảnh của chiếc xe á. Xe đẹp zin bên ngoài mà có hơi chảy xíu nhưng mà nó không có tân trang gì nha. Cái này còn chảy xíu luôn. Thôi, đợi sơ thôi. Cái này như còn keo á vậy. Lột keo rồi. Xe này. Xe này lột keo rồi nha các bạn. Rồi. Tiếp theo là chiếc Winner màu đỏ đen. Này là biển số 37. Nhưng mà muốn sang tên thì cửa hàng rút hồ sơ cho về các anh em sang tên. Phí rút hồ sơ của nó là 1.2 con này ạ. À, phí rút hồ sơ là 1.2. Đúng rồi, con này. Đó là giá của nó là 27.8 đi, bằng giá con tên đi. 27.8 luôn. Đi bao nhiêu ngàn km đi? Con này
này chạy đúng 25 ngàn nha. 25 ngàn á? 25 ngàn. Dạ. Đó thì 27.800 luôn. Rồi tới coi cái bớt giá. Rồi thì tới coi bớt giá. Còn cũng rất nhiều anh em hỏi là hiện tại có trả góp hay không, thì mình cũng nhắc lại là thực ra ở đây trước giờ vẫn trả góp, nhưng mà cái ngân hàng hiện tại nó yêu cầu là mình phải giải quyết cái số lượng mà mình bán trả góp đợt trước á. Bán trả góp đợt trước thì phải giải quyết cái đó xong rồi mới tiếp tục trả góp. Hiện tại ngân hàng đang bị full nên có gì mình sẽ cập nhật lại cái trả góp lại cho anh em sau á. Rồi tiếp theo là cái con Winner màu cam, cam đen. Con này đời nhiêu chị? Con này đời 2017, cuối 2017, giá của nó 27.900. 27.900. Đúng rồi, màu đen cam, sơn lên tem sơn nhưng mà cũng vẫn là sơn đúng màu, phiên bản tem sơn. À, phiên bản tem sơn. Hồi bữa có chị nhớ cái con mà phiên bản tem sơn mà màu đỏ không? Đẹp cái con đó, nhiều người hỏi quá trời luôn mà bán rồi. Cái bản số cái con cam giá như ở đâu chị? Con này biển số 18. 18. Rồi anh em nào muốn rút hồ sơ sang tên thì phí của nó 1.200.000. Cũng 1.200.000 luôn. Rồi tới coi thì mình bớt giá rồi thương lượng là giá bao rút hồ sơ để cho anh em sang tên đổi biển. Dạ. Tại vì biển thì nghe xa vậy nhưng mà rút nó cũng rất là dễ dàng. Chứ không phải là xa mà bảo là mình khó rút đâu. Mình gần ngay thành phố hay Đồng Nai, Bình Dương đây nó mới là khó rút này, mà chi phí của nó là cao. Còn như chị, cái chiếc này thì nếu mà người ta mua đúng không? Là người ta muốn rút hồ sơ là đóng thêm cho chị là 1.200.000. 1.200.000. Là rút hồ sơ. Là phí rút hồ sơ là từ 1.000.000 cho đến 1.300.000 là nó tùy tỉnh. Dạ. Cái đó là bên dịch vụ họ rút là họ lấy công này rồi tiền thuế, chứ bên cửa hàng là chỉ là hỗ trợ là cái người đứng ra để nhận để rút thôi, để hoàn thành cho khách là hỗ trợ với khách khi nào đến ra biển thì thôi. Dạ. À. Còn ví dụ như khi mà về nhập biển số thì mình mất bao nhiêu phí nữa chị? Thì nếu mà như Winner này thì nó mới ra, nếu mà tự các bạn mà đi nhập thì chắc nó cũng rẻ thôi, đến được tầm 1.000.000. Còn nếu mà qua dịch vụ nó mất tầm hơn 1.000.000. À, vì Winner này nó mới ra, nó đánh thuế vẫn cao. Đánh thuế. Dạ. Xe mới ra. Nhưng mà thông thường thì thuế mà, Winner này bao nhiêu vậy? Thì nếu mà như ở tỉnh thì nó đánh 1%. 1%. Còn ở thành phố, ở thành phố là 5% đúng không nhỉ? Đó thì các bạn nói cho các bạn hiểu luôn ha. Thì mình rút hồ sơ, riêng rút hồ sơ thì ở các tỉnh thì nói chung là tầm 1.000.000 tới 1.300.000. Đó. Nhập vào thì từ còn... các bạn đi nhập thì nó chỉ hết vài trăm ngàn thôi. À. Vài trăm thôi. Cái chỗ còn nếu mà mình thuê dịch vụ luôn thì cũng tầm 1.000.000 tới 1.000.000 mới thôi. Đó là xe này là xe mới nên mình cần đánh thuế nha các bạn. Đây là mình đóng thuế ở tỉnh thì 1%, còn ở thành phố thì 5%. Đó. Rồi tiếp theo là một chiếc Winner màu đỏ đen luôn. Con này là biển Đồng Nai. Biển Đồng Nai. Đòi bao nhiêu chị? Con này là đời cuối 2016. Giá của nó là 27.800. 27.800 luôn. Máy zin đẹp mà xe không chứng giấy. Dạ. Có con thì cầm cũng ngay chủ cầm mà thanh lý, còn có con thì nhiều khi mình mua trực tiếp của chủ thì mình sẽ là không chứng giấy. Dạ. Con này anh em nào mà mua là bao không chứng giấy này. Bao không chứng giấy. Biển dạ. Đồng Nai. Nếu anh em nào bên Đồng Nai thì biển Đồng Nai thì cũng vậy, thì mình không chứng giấy luôn, khỏi cần phải sang tên. Phí đúng rồi, tại vì công biển số thì em đề cái hết bình à. Cô này chắc cô móc rồi các bạn. Đó, 27.800. Đó, còn duy nhất là 4 con thôi, 4 con Winner thôi các bạn. Con Excite này nè, phụ ngay chủ nhưng mà phí rồi, bây giờ giấy tờ đầy đủ, chứng minh rồi, hộ khẩu này kia, nói chung là giấy tờ đầy đủ. Con này 25.000.000, anh em nào đến để cho 25.500.000 đi. 25.500.000. Rồi. Excite màu đỏ. Bô thì còn zin nhưng mà nó lên cái cổ bô, nổ nó hơi giòn. À, đây đây. Quay bô lên cổ bô. Nó lên cổ bô. Máy còn zin chưa có trẻ, máy là zin mạnh luôn đó nhưng mà nó chỉ lên cổ bô thôi. Biển số đâu vậy? Số lòng à? Thành phố 59 hả? 59. Thì đề lên nghiêng cái coi. Đó. Nhiều anh em nào về thích đi bô này thì khỏi cần phải làm nữa. Đúng rồi. Chạy đúng chung là theo sở thích của mỗi người. Hôm trước thì nhớ cái con mà màu trắng không? Cũng lên bô không? Nhiều anh em hỏi cái con đó kinh khủng luôn. Cũng ghi gần đây, hôm nay thì có một con cũng lên cổ bô, nổ rất là giòn luôn, còn tăng luôn là 25.500.000. Đúng
đúng rồi, 25 triệu 500, mà anh em nào đến nhanh lẹ chân được vớt thêm một chút lọc đó nữa cũng bán được, nói chung là cũng đó, có lời lời xíu thôi. Tiếp theo này đời 2018 2018 mẫu cuối của cái phọc đèn này này mẫu cuối luôn. Dạ rồi, giá như con này là 33 triệu. 33 triệu, đúng rồi, biển số 67, biển số 67 nha các bạn. Xe đẹp nha, zin nguyên. Wow, xin nguyên lắm, đẹp lắm. Đi bao nhiêu ngàn km vậy? Chạy hai mấy. Hai mấy ngàn à? Ừ, hai mấy ngàn chạy chuẩn. Rồi, các bạn thấy đi, cái con kia lên bô á, nổ nghi giòn. Còn cái này bô zin á, bô zin thì nó nổ nói chung là êm hơn, nhị hơn. Đó. Con này đi hai mấy ngàn nha các bạn, con này là 33 triệu. Rồi, rồi. Tiếp theo là một cái con vàng đen. Con này xe cũng rất là đẹp. Con này là đẹp rồi, 2017. Dạ. Biển số 66. Biển số 66 rồi chị. À quên, con này biển số 65 Cần Thơ. 65 Cần Thơ. Cũng ngay chủ cầm thanh lý, chứng minh hộ khẩu chủ xe đầy đủ hết. Dạ. Nói chung là đã quyền sở hữu của cửa hàng rồi chứ không phải là của ấy nữa. Giấy tờ đầy đủ hết rồi. Nhưng con này là giá của nó là 28 triệu 800. 28 triệu 800. Rồi, con này đẹp này chị. Con này có cốt cho anh em. Màu nổi thì anh em nào mà tới nhanh á thì nói chung là chị chủ thì nói là sẽ bớt cho anh em thêm một tí nữa. Về mà nếu mà tiền bạc, nếu mà anh em nào mà xe mà rút hồ sơ sang tên á thì mình sẽ là hỗ trợ là cho thiếu là từ 3 cho đến 5 triệu tùy theo xe, và nếu mà xe rút hồ sơ nó 5 triệu, còn nếu anh em nào thiếu thì xong xuôi giấy tờ thì trả cho bên cửa hàng được. Đó thì bên chị chủ là sẽ cho thiếu tầm 5 triệu quay đầu nha các bạn. Con này đi bao nhiêu ngàn? Mở giúp em. À con này nó hết bình rồi. À hết bình à. Nó phải chạy được tầm mấy mấy ngàn rồi. Đó. Rồi sang con này là MS King. King. Đó. Con này là cùng cuối 2018. Cuối 2018. Đúng rồi. Xe chạy 12.000. Xe chạy 12.000, biển số 77. Con này thì mua trực tiếp một đời chủ luôn thì đã công chứng về cửa hàng rồi. Dạ. Con này là bản số 77 à chị? Đó thì anh em ở Bình Định á thì nếu muốn chơi MS King á thì đến mua chiếc này thì chỉ cần công chứng thôi, sang tên thôi, chỉ còn khỏi chỉ còn ấy ha. Con này để cho anh em là 35 triệu 9. 35 triệu 9 à chị? Rồi đúng rồi, 35 triệu 9 là cái này đã công chứng giấy rồi. À là đã công chứng giấy rồi.